Các bạn đến kênh xem cách 24 giờ. Future 125-209, một phiên bản Bạch Công Tử đẹp nhất thời nay. Để tiếp tục với một câu chuyện về cái dòng là Honda Future 125-209 phiên bản đẹp đấy, được thiết kế lại một vài chi tiết để em ấy trở nên đẹp hơn, phá cách hơn và có hiệu năng tốt hơn. Bản đồ này được sở hữu của các bạn có cái tên là Đức Sơn Bài. Phía sau tay lái là cây thanh trợ lực Hybro, một dòng sản phẩm được ứng dụng cho rất nhiều cái dòng động phân khối lớn. Còn các dòng xe nhỏ dùng để dọn kiển thường được hướng tới là chúng ta nhìn thấy cái hiệu này trên một cái tràn ngập Furex. Phía trước là bộ thắng Rainbow Asset giúp kiểm soát phanh trước được tốt hơn, tiết công hiệu năng tăng đưa bằng tay thắng, khả năng chống gãy vân. Phía trên là chiếc bình dầu Rainbow trong suốt kết hợp cùng với nắp Daytona. Xung quanh đốc máy rất nhiều ốc inox tạo nên cái sự sáng bóng. Bên cạnh còn có combo titan vừa đẹp chống hàn rỉ rất tốt. Một số chi tiết nhựa nhám ốp carbon bơ ít tăng cái độ đẹp trai cho bản đồ này. Cái dàn chân xương xương hơn cái chục cũ, đa phần nằm ở trên cái dầu Hell bóng đầu, đặc biệt nhắc dầu Sauli đỏ kết nối vào con heo Rainbow lục đỏ hai bít đã xứng để thắng đồ chơi mang kích thước là 220. Các chiếc phu này được cải thiện cái chậm thấp sau im máy hơn bằng phục Hordin, một trong những mặt hàng đồ chơi phụ kiện sang chảnh bậc nhất. Nhìn vào chúng ta thấy phục vô cùng đơn giản, tuy nhiên giá trị của nó là phải hơn vốn cũ với một cặp. Và đây là tổng thể cái chiếc xe khoe dáng ở bên cái vùng quê. Lít 125, một bản độ 175cc siêu khủng ở Việt Nam. Đã không còn là cái sự đơn giản của một cái dòng tay ga nhập khẩu từ Honda Indo hay là Honda Thái Lan, mà hai cái dòng là Euro X còn được dân chơi xe Việt Nam cũng rất ưa chuộng, độ chế nhiều theo những phương thức khác nhau, cải thiện sức mạnh cho đến vẻ đẹp sang trọng bên ngoài. Điển hình là con xe dưới đây là một cái dòng Lít 125i của Việt Nam được úp nội công lên tới là 175cc cùng với dàn đồ chơi vô cùng bắt mắt. Đây là một cái chiếc xe độ được trang bị cho mình cái cụm công tắc châm suốt xứ xứ đứng từ hàng, được rất nhiều mẫu xe độ quy chủ và lắp được vừa cho các dòng của Honda như là Euro X, Winner, FS. Ổ khóa sóc cây chính hãng của Honda giúp tăng thêm cái sự an toàn cho con chiến mã, tránh tình trạng trộm cắp diễn ra ngày càng phức tạp liều lĩnh hiện nay. Trang kinh không nhìn thấy cái vòng chữ Y nguyên bản nữa, mà thay đó là bánh cầm ở dụng cái niềm là dục cô làm chủ đạo, kết hợp cùng với cái chân cầm SBS và cái cầm đô hoa cùng với cái đường phay đem được cái sự nhẹ nhàng mới lạ hơn cho cái chiếc X này. Không quên nhắc về cái đĩa Taffer đi cùng nắp lòng CNC hay dầu Nissin. Trang bị buộc Hordin bình dầu kích thước chiều cao là 328m, chiều cao tương đối cao so với xin của xe. Ngoài những tay chơi dòng phục này còn dụng là phục Hordin Yamaha chân trình là 318m, cùng với sẽ gặp cái tình trạng là thấp hơn Hordin dành cho Euro X là 10m và cắn vào xe hơi lùng tí xíu so với phục Hordin cả lẫn phục xin. Ống xả chỉ nên quy lực hơn khi lên ca lớn nhờ vào sự cấp sức từ bộ 4 Ross cái đời là 2009. Trong bộ này là cũng sản phẩm của hai nhà Levin đã bị ngừng sản xuất rất lâu, hiện nay bỗng nhiên hot một cách bất ngờ. Thay chia sẻ từ người chủ về cái chiếc xe độ này đã up nợ công 175cc bao gồm có combo như EQ Apatet, lọc cho chủ kỳ nền, bộ bên sườn YCS cùng với một cái bộ điều áp Aramot và những thay đổi nữa mà người chủ xe đang giấu bài cho chúng với chúng tôi. Em ấy đen khoe dáng ở bên một góc cầu. Cảm ơn các bạn đã theo dõi clip này. Để tiếp nhớ like, subscribe.